Chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý anh chị nhà đầu tư mới một phương pháp giao dịch mà tôi đã sáng tạo ra có tên là hội tụ kỹ thuật. Phương pháp này tôi đã sử dụng nó trong vòng 12 năm qua và trong 12 năm qua thì tôi có chia sẻ giúp đỡ cho hàng nghìn người biết đến cái phương pháp thần thánh này. Và hôm nay bạn là người được chọn. Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước một để bạn có thể hiểu được cái phương pháp giao dịch hội tụ kỹ thuật tuyệt vời này. Vâng, bắt đầu. Xác định được một cái vùng vào lệnh hoặc là thoát lệnh hoặc là thoát khỏi thị trường thì chúng ta cần phải xác định từ nhiều phương pháp khác nhau và hội tụ tất cả các phương pháp đấy để cho chúng ta ra một cái vùng, là cái vùng đấy là vùng hội tụ các cái đường sát sạt nhau. Tôi lấy ví dụ như này, giả sử một bạn giải một bài toán, nếu như bạn chưa chắc chắn cái phương pháp bạn giải đấy ra kết quả đúng hay không, bạn giải bài toán đấy bằng cách thứ hai và cách thứ hai đó nó lại cho ra kết quả giống như cách thứ nhất thì chứng tỏ là cái cách bạn đã giải là thành công, hoặc là cả hai cách giải đều ra một đáp số. Đó, ở trong phương pháp này của tôi cũng vậy. Để phân tích được một cái mã cổ phiếu hoặc là một cái mã hàng hóa nào đó, để tìm được lệnh, tìm được cái vị trí vào lệnh cho thị trường, thì bạn phải dùng từ 2-3 phương pháp phân tích khác nhau để tìm ra được một cái vùng. Nếu như tất cả các phương pháp phân tích đấy mà cho ra cùng một chỗ thì chỗ đó thật sự là lý tưởng. Còn nếu như các phương pháp phân tích đó mà cho ra các cái vị trí nó lân cận nhau, tôi giả sử như một phương pháp tìm ra cái điểm vào lệnh mua mã cổ phiếu Apple ở 100 đô chẳng hạn, và một số các phương pháp khác lại phân tích cho thấy là mua cổ phiếu này ở 99 đô chẳng hạn, và một phương pháp khác lại cho chúng ta ra là kết quả là mua mã cổ phiếu này ở 98 đô chẳng hạn, thì cái vùng từ 98 đến 100 đô là cái vùng để chúng ta chờ mua lại cái mã cổ phiếu này. Vâng, ở trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị là hiểu sâu cái phương pháp là hội tụ kỹ thuật. Ok, thế vậy chúng ta sẽ nhìn ở trên tôi mô tả trên bảng như sau. Giả sử như phương pháp thứ nhất, đây cái phương pháp có tên là hội tụ kỹ thuật. Hội tụ kỹ thuật. Đấy, đây là cái một cái phương pháp rất là tuyệt vời mà tôi đã sử dụng nó trong suốt 12 năm qua. Thì vậy là ở cái đầu tiên tôi giả sử tôi dùng cái công cụ đầu tiên, dùng cái phương pháp đầu tiên để tôi tính ra được một cái điểm vào lệnh là ở cái điểm này. Giả sử như phương pháp 1, tôi cho tôi cái điểm là điểm E1. Đấy, điểm E1. Được chưa? Và tôi dùng cái phương pháp thứ hai là cho ra kết quả thứ hai là giả sử như là đường E2. Đường E2. Đấy. Và tương tự như vậy, nếu như tôi sử dụng cái phương pháp tính toán thứ ba cho ra cái vùng là vùng E3. Đây giả sử ba vùng là như này, đây là E3. Đó. Ba vùng này nếu lý tưởng mà nó trùng khít với nhau thì rất là tuyệt vời. Còn trong thực tế thì rất ít trường hợp cho chúng ta kết quả nó trùng khớp với nhau hoàn toàn như vậy. Và là thường nó cho chúng ta một vùng như này. Đấy. Là cái vùng này. Thì cái vùng này được tôi định nghĩa đó là vùng hội tụ kỹ thuật. Hội tụ kỹ thuật. Được chưa ạ? Thế vậy là như này. Tôi giả sử một cái mã hàng hóa, mã cổ phiếu đang có giá giảm, đang có xu hướng giảm như này. Thế vậy là thường khi mà nó giá giảm thì nó sẽ giảm về cái vùng hội tụ kỹ thuật, gọi là các cái vùng mà chúng ta tính toán nó có ra các cái đáp án nó gần lân cận nhau như thế này, thì chờ giá nó giảm từ trên này về cái vùng này thì đến cái vùng này tôi mới chờ vùng này tôi mua lại. Anh chị lưu ý điều này. Nếu như chúng ta mà chỉ dùng một phương pháp tính toán thôi thì có thể cái phương pháp tính toán đấy nó sẽ không được chính xác, và chúng ta nếu dùng một phương pháp thôi thì chúng ta sẽ chỉ tính được một cái kết quả là E1 thôi, thì cái độ chính xác của nó không được cao. Vậy muốn độ chính xác cao thì chúng ta phải dùng từ 2-3 phương pháp hoặc nhiều hơn nữa để chúng ta tìm ra cái vùng hội tụ này. Càng nhiều phương pháp tính ở cái vùng này càng tốt. Ở trong trường hợp này tôi lấy ví dụ, tôi dùng 3 phương pháp tính khác nhau. Được chưa ạ? 3 phương pháp tính khác nhau. Thế vậy là khi mà giá nó về cái vùng này thì cái vùng này là vùng chúng tôi chờ ở đây để tôi mua lên. Đấy, chờ chỗ này, chờ mua. Đấy, chờ mua ở vùng này. Mua là mua như thế nào? Thế vậy là khi mà giá chuyển động về cái vùng này thì thông thường theo kinh nghiệm của tôi, từ lúc tôi phát minh ra cái phương pháp này đến giờ thì mua ở trên, giá nó sẽ dao động ở phía trên này. Giá nó dao động phía trên này, gọi là mua ở trên vùng. Đấy, chúng ta lưu ý là mua thì ở trên vùng. Đấy, từ khóa là mua ở trên vùng. Mua thì ở trên vùng. Trên vùng hội tụ. Đấy, từ khóa này rất quan trọng. Mua, từ khóa mua này là phải trên cái vùng này. Lúc đấy giá nó sẽ va đập ở đây và nó sẽ tăng trưởng trở lại, thì chúng ta mua, chờ mua ở trên cái vùng này, đúng chưa ạ?
Thế vậy là không có một phương pháp nào ở trên thị trường này mà dám khẳng định chúng ta là chính xác 100% cả. Chính vì thế cho nên có những cái sai số nhất định, và chúng ta buộc chúng ta phải tính toán cái vùng thoát ra khỏi thị trường nếu như giá nó xuyên qua hẳn cái vùng này. Thế vậy hay tôi còn gọi là đặt tính cái điểm đặt cắt lỗ hay đặt stop loss. Đấy, đặt stop loss thì chúng ta đặt stop loss thì chúng ta sẽ phải đặt ở dưới vùng. Đây, cái đường này đường được gọi là đường stop loss. Đấy, đường stop loss. Đấy, đường thoát khỏi thị trường. Thế vậy là chúng ta đặt cắt lỗ. Đặt cắt lỗ. Cắt lỗ là ở dưới vùng. Ta lưu ý điều này. Đặt dưới vùng. Đấy, đặt cắt lỗ là phải đặt ở dưới vùng đây, cái đường cắt lỗ đây. Giả sử như là mua ở đây, tôi lấy giả sử như cái giá mua ở chỗ này nó là có giá là 99 đô một cổ phiếu. 99 đô trên cổ phiếu. Tôi lấy ví dụ như vậy. Và cái cạnh dưới, nếu giá cạnh dưới này là giả sử là 96 đô. Cái cạnh dưới này là 96 đô. 96 đô cổ phiếu. Đấy, 96 đô. Thế cái vùng là từ 96 đến 99 là cái vùng để cho chúng ta mua. Mua ở trên vùng này gọi là giá nó dao động quanh quanh khoảng 99 đô hoặc là trên 99 đô là chỗ này chúng ta vào lệnh mua. Và đặt cắt lỗ chúng ta phải đặt cắt lỗ ở dưới vùng 96 đô, gọi là dưới cái hành lang an toàn. Tôi lấy ví dụ như là dưới 96 mua thì thông thường đối với các cái mã này thì tôi tính là từ 96 mua là dưới 3 giá, là tôi đặt cắt lỗ này ở 93 là 93. Đấy, 93 đô. Tức vậy là giả sử như tôi mua ở giá cổ phiếu này ở 99 đô thì tôi đặt cắt lỗ ở 93 đô. Có nghĩa là gì? Nếu như khi mà thị trường nó bị bán tháo mạnh quá, nó giá nó xuyên qua cả cái vùng hội tụ này, nó đi qua, nếu nó đi qua 93 thì lập tức tôi chấp nhận bị gì? Bị lỗ mất 6 đô giá và thoát ra khỏi thị trường, và tôi tính toán các cái điểm chờ tôi mua lại. Còn nếu không, nó chỉ dao động xung quanh khoảng từ 93 đến 94 thôi thì không sao cả, vẫn nằm trong hành lang an toàn và từ sau đó giá nó lại tăng trưởng trở lại. Đó, đấy là cái phương pháp vào lệnh mua theo hội tụ kỹ thuật. Được chưa? Đấy là trong trường hợp là trường hợp mua, đấy trường hợp mua. Thế vậy tương tự như vậy. Đối với trong trường hợp là chúng ta tính toán ra cái vùng để bán. Đấy, tính toán ra cái vùng để bán. Đây tôi lấy ví dụ như thế này. Thế vậy giả sử như khi chúng ta mua ở đây rồi, mua được cái vùng 99 đô rồi. Thế vậy làm thế nào để chúng ta biết được cái vùng chốt lãi ở đâu? Đây là vùng cắt lỗ là ở đây rồi. Đây là vùng vào lệnh là 99 rồi. Thế vậy làm thế nào để tính ra được cái vùng chốt lãi ở phía chỗ nào? Thì chúng ta sẽ phải dùng các cái công thức chúng ta vừa dùng, cách 1, cách 2, cách 3. Thì chúng ta sẽ tìm ra được, giả sử như cách 1 là tôi tìm ra được một cái điểm ở trên này là điểm P1. Đấy, điểm take profit 1, tôi viết tắt là P1. Dùng phương pháp 2 là tôi tìm ra được một cái điểm thứ hai là P2. Và tương tự như vậy là tôi dùng điểm cách phân tích thứ ba là tôi dùng ra tìm ra điểm P3. Đấy, thì nếu như trong trường hợp lý tưởng cả ba phương pháp tính này đều cho chúng ta ra một cái vùng nó hội tụ nhau, nó chập hết cả ba đường này vào nhau thì đấy là vùng lý tưởng để chúng ta chốt lãi. Còn trong trường hợp thực tiễn thì hiếm khi mà nó ba cái đường này nó chập vào nhau và nó chỉ cho chúng ta ra một cái vùng này thôi. Đấy, ra một cái vùng như này. Đấy, cho chúng ta một cái vùng như này. Đấy, thì nếu như mua ở vùng này, mua ở vùng giá này và khi giá tiến lên cái vùng này, giá chuyển động lên vùng này thì cái vùng này là cho chúng ta để chúng ta chốt lãi, hay còn được hiểu là cho chúng ta bán ra. Được chưa? Cho chúng ta bán ra. Thế vậy là bán ra là như nào? Thế vậy giá nó chuyển động từ dưới này chuyển động lên. Đây, giá nó chuyển động từ dưới này lên. Đấy, chuyển động từ dưới này đi lên. Thế vậy là nếu chúng ta mua ở vùng dưới này thì đến đây chúng ta chốt lãi. Được không ạ? Đến đây chốt lãi. Đến đây chốt lãi hay là bán ra? Vùng chốt lãi. Đấy. Vùng chốt lãi hay là chốt trạng thái. Thế vậy là ở đối với trong thị trường tài chính quốc tế thì khi mà chúng ta mua ở vùng dưới này chuyển động lên vùng hội tụ phía trên này, chúng ta thực hiện động tác đầu tiên là chốt lãi, là đóng trạng thái của những lệnh mua trước đó. Đồng thời ở trong thị trường quốc tế là có giao dịch hai chiều. Cho nên là rất là tuyệt vời. Đến cái vùng này thì hoàn toàn chúng ta có thể set một cái lệnh bán ngược xuống. Đấy, set một lệnh bán ngược xuống là như thế này. Đấy, từ đây chúng tôi lại bán tiếp tục xuống đây. Đấy, thì cái chỗ này là chỗ là chờ gì? Chờ bán. Đó. Thế vậy là khi chúng ta mua ở đây, mua ở vùng này, chúng ta mua, giá nó chuyển động về vùng này, chúng ta mua lên và cắt lỗ ở vùng này. Và khi giá chuyển động đi lên vùng hội tụ phía trên, lên vùng hội tụ phía trên này, và đến đây chúng ta chốt trạng thái của cái lệnh mua trước đó, đồng thời chúng ta set một lệnh bán xuống theo nhịp giảm xuống. Đấy, thế vậy là bán ở trong trường hợp này thì chúng ta phải bán ở dưới vùng này, có là dao động đập, nó dao động đập ở đây. Thì chúng ta gì? Trường hợp này chúng ta sẽ bán ở dưới vùng. Đấy, bán ở dưới vùng. Bán thì ở dưới vùng hội tụ. Đấy, cái từ khóa bán đây là dưới vùng này. Được chưa? Bán ở dưới vùng hội tụ. Giả sử như tôi lấy ví dụ như là cái thằng P3 này nó dao động ở giả sử là 130 đô trên cổ phiếu. Đấy, tôi giả sử như vậy. Cái thằng ở P1 này là 133 đô. Tôi giả sử là chỗ này là 133 đô.
trên một cổ phiếu. Đấy, thế vậy cái vùng hội tụ này có biên độ rộng là 3 đô. 3 đô. Đấy, nó dao động ở vùng từ 130 đến 133 đô. Thế vậy là khi chúng ta mua ở cái giá là giả sử như ở 100 đô đi, giả sử mua ở 100 đô và giá tịnh tiến lên 133 có nghĩa là chúng ta sẽ lãi được 30 đô, 30 đô giá. Được chưa? Hay như trong trường hợp này cụ thể là lãi 30%. Và đến cái vùng hội tụ này chúng ta thấy là vùng này là chúng ta phải chốt trạng thái. Đồng thời là sau khi chốt xong thì thực hiện một cái động tác thứ hai gọi là quen gọi là bán khống, là chúng ta xét một lệnh bán từ dưới vùng này bán xuống, được chưa? Đấy, vậy là ở trong cái video này thì tôi muốn chia sẻ cho anh chị quý nhà đầu tư mới là một cái phương pháp rất là tuyệt vời mà tôi đã dùng nó trong vòng 12-13 năm qua, đó là hội tụ kỹ thuật. Đấy, thế vậy là hội tụ kỹ thuật là chúng ta tính toán các cái điểm vào thị trường và điểm ra thị trường, điểm vào điểm ra thị trường từ hai hoặc là ba cách khác nhau, được chưa? Đấy, để tìm cho tối đa hóa cái chính xác cái điểm vào lệnh và điểm thoát ra khỏi thị trường. Và tính nhờ cái phương pháp hội tụ này thì chúng ta tính được cả cái điểm cắt lỗ trong trường hợp mua, và đồng thời chúng ta tính được điểm cắt lỗ trong trường hợp chúng ta bán xuống. Bán xuống đây thì cắt lỗ chúng ta phải đặt ở trên này. Đấy, giả sử như đây là 1.333 thì tôi đã cộng thêm 3 giá cắt lỗ lên như này, đó là 1.336. Đấy, 1.336 đô. Đấy, thế vậy là nhờ cái phương pháp này thì tìm được điểm vào mua, tìm được điểm bán thoát khỏi thị trường, đồng thời là tìm được điểm gì? Chốt lãi, cắt lỗ, điểm cắt lỗ, và được đồng thời tính được cả điểm chốt lãi. Đấy, thế vậy là ở trong các video tiếp theo để hiểu được hơn các cái phương pháp 1, phương pháp 2, phương pháp 3 này tôi tính bằng cách nào, thì ở trong cái khóa học là học chưa xong thì đã về của tôi, thì tôi sẽ hướng dẫn quý anh chị làm một cái quy trình gồm có 4 bước để chúng ta tìm ra được E1, E2, E3 và tìm ra được P1, P2, P3 ở trong khóa học chưa xong thì đã về. Nếu anh chị quan tâm mà muốn trở thành nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp thì hãy click đăng ký vào đường link phía dưới, thì tôi sẽ chia sẻ tiếp cho anh chị ở đường link phía dưới. Click vào đường link phía dưới. Hẹn gặp lại quý anh chị ở các đường link phía dưới, và tôi sẽ làm việc với anh chị ở trong các video phía trong, phía trong và phía trong. Vâng, Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị nhà đầu tư.